Trong buổi sáng nay, các trung tâm văn hóa, di tích, đình chùa trên địa bàn thủ đô đã đóng cửa, không đón người dân đến tham quan vui Tết. Các cửa hàng ăn, quán cà phê cũng đã sắp xếp bàn ghế, đóng cửa hàng quán. Một số chỗ chủ động dán thông báo, băng rôn tạm đóng cửa hàng để phòng dịch hoặc chỉ bán cho khách hàng mang về. Hàng ngày thì nhà chị bán ở đây rất là đông vì là hàng chè nhà chị bán thì đã hơn 40 năm rồi. Và hôm nay thì theo chỉ thị của thành phố thì chị cũng chỉ bán mang về thôi. Yêu cầu khách là mua mang về và chị không cho khách ngồi ở đây. Ở cả cái phố này mọi người đều như thế hết em ạ. Đều là chỉ bán mang về thôi em. Không có ai ngồi ở vỉa hè cả. Chè ở đây thì rất là ngon, em hay ăn ở hàng này. Thì bây giờ giãn cách thì em mua mang về để tránh tụ tập đông người. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số cửa hàng mở cửa đón khách, đặc biệt là để khách ngồi tập trung, không tuân thủ các quy định về giữ khoảng cách. Thành phố thì chỉ đạo đóng cửa hiệu ở vỉa hè, cho nên là em đóng cửa hiệu vỉa hè. Nhà em có 2 tầng nên em giãn cách khách lên xuống chứ không có để khách ngồi gần nhau. Khách đến đây thì em có nước rửa tay sát trùng nè, rồi khách đeo khẩu trang nè và yêu cầu khách giãn cách. Trong sáng nay, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các chủ cửa hàng thực hiện nghiêm quy định của thành phố. Chúng tôi cũng đã giải quyết trật tự đô thị từ sáng và cho đến nay thì vẫn tiếp tục thường xuyên giải quyết trật tự. Giải quyết những quán ăn cà phê và những cái tụ điểm ăn sáng để làm sao mà đảm bảo tốt về công tác phòng ngừa phòng chống dịch bệnh. Cùng với việc đóng cửa các hàng ăn, quán cà phê, thành phố Hà Nội cũng yêu cầu tất cả người dân từ các địa phương đổ về Hà Nội phải khai báo y tế.